Mình chào quý khán thính giả và các bạn đã đến với tin tức Xoáy TV. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày 26 tháng 7 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tướng Lương Xuân Việt giúp Việt Nam rửa mối hận đảo Gạc Ma, 30 tàu chiến Bắc Loa ép sĩ quan Trung Quốc đầu hàng. Trong những ngày qua, tướng Lương Xuân Việt đã liên tục tạo ra hàng loạt sức ép nhằm tấn công hải quân Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Cụ thể, ngoài những cuộc đụng độ gay gắt tại cảng Cam Ranh, đảo Phú Lâm, Đa Ba Đầu, phía Trung Quốc còn gặp phải các cuộc tập kích dữ dội của Hải quân Việt Nam tại đảo đá Gạc Ma. Đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam vào năm 1988, quân đội Trung Quốc đã bất ngờ tấn công và chiếm hòn đảo này từ đó đến nay. Bắc Kinh biến đảo Gạc Ma thành căn cứ quân sự lớn nhất, có đầy đủ các khu vực, khí tài quân sự, nhà kho hậu cần công sự. Tuy nhiên, căn cứ quân sự Trung Quốc trên đảo Gạc Ma đã không thể nào trụ vững được, đứng trước những đòn sấm sét từ hạm đội 8 do tướng Lương Xuân Việt chỉ huy. Sáng nay, hỏa lực hạm đội 8 liên tục dội vào đảo đá Gạc Ma, khiến binh sĩ Trung Quốc trở tay không kịp. Trong khi đó, 30 chiến hạm của Việt Nam trực tiếp bắc loa kêu gọi đầu hàng, buộc những binh sĩ Trung Quốc vẫn đang còn sống sót phải khiếp vía và buông súng đầu hàng. Thưa quý vị và các bạn, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc trên Biển Đông tới đâu? Tại sao Trung Quốc lại đưa ra lời phát biểu với Việt Nam như vậy vào thời điểm hiện nay, và hàm ý của Trung Quốc là gì? Trong thời gian gần đây, song song với những hoạt động quân sự hóa Biển Đông, trên mặt trận ngoại giao, tuyên truyền phía Trung Quốc đang giáo diết, đưa ra những tuyên bố, những lời cáo buộc và những lời hứa hẹn, thậm chí có cả những cam kết rất ngọt ngào và mùi mẫn, khiến dư luận phân tâm hoang mang, thậm chí có thể phân biệt được đúng sai đen trắng thật hư như thế nào. Chẳng hạn mới đây nhất, ngày 17 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Hãng phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về hoạt động bình thường của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam và không có tranh chấp ở Biển Đông, rằng chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương, hòa bình ổn định của khu vực này. Nếu chỉ căn cứ vào ngôn từ của phát biểu này, có lẽ không có điều gì đáng phải bàn cãi. Đó là nguyên tắc và bất kỳ một nhà ngoại giao chuyên gia pháp lý của bất kỳ quốc gia nào đều cũng có thể phát biểu như là một câu thần chú cửa miệng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn các bạn cùng tìm hiểu xem tại sao Trung Quốc lại đưa ra lời phát biểu này vào thời điểm hiện nay và hàm ý của Trung Quốc là gì? Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán cần được các bên liên quan tôn trọng đến đâu trong Biển Đông? Nếu căn cứ vào Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một thành viên chính thức, thì Trung Quốc là một trong những quốc gia ven biển ở xung quanh Biển Đông, có quyền xác định phạm vi các vùng biển và thêm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình. Vấn đề cần được làm sáng tỏ ở đây là Trung Quốc đã đưa ra yêu sách về biên giới tranh giới Biển Đông. Trong đó, theo đúng các quy luật của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một lần nữa chúng tôi xin trả lời là không hoàn toàn. Mà tại sao lại như thế? Thứ nhất là yêu sách biên giới tranh giới biển theo đường lưỡi bò chiếm khoảng 90% diện tích Biển Đông là một yêu sách trái ngược với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vì vậy, nó bị hầu hết các quốc gia trong khu vực và thế giới lên án, bị phán quyết trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016 bác bỏ, bị các học giả chuyên gia luật sư quốc tế phê phán chỉ trích cho đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo của nhiều nhà nghiên cứu luật sư chuyên gia nghiêm túc, phân tích đánh giá một cách khách quan khoa học về yêu sách đường lưỡi bò phi lý này. Thứ hai, có một nội dung mà phía Trung Quốc thường khai thác để nuôi cái đường lưỡi bò buộc chúng tôi phải đề cập tới cho dù đây không phải là lần đầu tiên, đây chính là vai trò của các thực thể địa lý và Trung Quốc thừa nhận vơ là họ có chủ quyền lịch sử đối với từ xa ở trong Biển Đông, và vì vậy họ có quyền dựa vào đó để xác định phạm vi các vùng biển liên quan. Số liệu khẳng định điều này có thuyết phục và đứng vững được hay không, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin có liên quan sau đây để mọi người cùng xem xét trong phạm vi những tin tức chúng tôi chưa bàn đến vấn đề quyền thủ đắc, lãnh thổ đối với các thực thể địa lý trong Biển Đông. Vấn đề này nếu cần chúng ta có thể đề cập sâu hơn ở một bản tin khác. Thưa quý vị và các bạn, bàn về hiệu lực các thực thể địa lý trong việc xác định phạm vi các vùng biển và thềm lục địa của các quốc gia ven biển, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cụ thể là các thực thể cấu thành quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa, trước hết phải nói ngay rằng, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không phải là quốc gia quần đảo, cho nên theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 không được phép xác định hệ thống đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ở các quần đảo này như đối với quốc gia quần đảo.
Theo cách mà Trung Quốc đã vận dụng để công bố đường cơ sở quần đảo Hoàng Sa năm 1996 bằng cách nối các điểm nhô ra nhất và bao lấy toàn bộ quần đảo này như là một thể thống nhất. Có thể nói đây là một trong số nội dung của cuộc chiến pháp lý do Trung Quốc phát động, trong đó Trung Quốc đã công khai xác nhận họ sẽ làm điều tương tự cho các quần đảo khác trong Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà họ gọi là Nam Sa vào lúc thích hợp. Việc làm này được các chuyên gia pháp lý khẳng định rằng Trung Quốc đã giải thích và áp dụng sai quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vậy thì hiệu lực trong việc xác định phạm vi các vùng biển và thềm lục địa của chúng sẽ tính như thế nào? Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, các thực thể địa lý và các đảo theo quy định định nghĩa của Điều 121, nếu nằm cách bờ biển quá 12 hải lý thì được phép xác định đường cơ sở cho từng đảo trên cơ sở đó. Nếu đảo đó quá nhỏ bé không thích hợp cho sự tồn tại của cộng đồng và không có đời sống kinh tế riêng, khi chúng chỉ có lãnh hải không quá 12 hải lý, còn đảo nào thích hợp cho đời sống con người và có đời sống kinh tế riêng thì được quyền mở rộng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và vùng thềm lục địa riêng cho từng đảo. Theo đó, đánh giá của nhiều chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học địa chất địa mạo và đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016, thì hầu hết các đảo trong quần đảo ở giữa Biển Đông, nếu xét từ nguồn gốc xuất xứ của chúng khi chưa có sự cải tạo của con người, thì chúng không thể có hiệu lực để mở rộng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Chúng chỉ có lãnh hải tối đa không quá 12 hải lý mà thôi, còn các thực thể địa lý là các bãi cạn lúc nổi lúc chìm. Thì sao nếu chúng nằm cách bờ biển đất liền, hai bờ biển của một đảo, một khoảng cách không vượt quá chiều rộng lãnh hải, thì chúng được dùng làm điểm cơ sở để thiết lập hệ thống đường cơ sở. Bằng một điều kiện, ở trên đó có xây các ngọn hải đăng hay các thiết bị tương tự, thường xuyên nhô trên mặt nước. Khoản 4 điều 7, nếu các thực thể này nằm ngoài ranh giới lãnh hải đất liền hoặc của một hòn đảo thì chúng không có lãnh hải riêng, có nghĩa là chúng không được hưởng quy chế đảo theo định nghĩa tại Điều 121 Công ước năm 1982. Và như vậy thì chúng được coi là một bộ phận cấu thành của vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của quốc gia ven biển hay của một đảo. Nếu những thực hiện này nằm ở trong vùng biển cả hay nằm trên đáy và lòng đất, dưới ở bên ngoài dưới thềm lục địa của quốc gia ven biển hay của một đảo, nghĩa là nó ở trên một phạm vi được gọi là vùng, quy định tại phần 11 Công ước năm 1982. Thì các bãi cạn lúc nổi lúc chìm này là tài sản chung của nhân loại. Mọi hoạt động có liên quan đến các thực thể này cũng phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của Công ước năm 1982 và thuộc quyền hạn của cơ quan quyền lực quốc tế do Liên Hiệp Quốc lập ra. Như vậy, không có ai được quyền chiếm hữu biến chúng thành lãnh thổ của Liên minh. Nếu các tập thể này nằm trên thềm lục địa của quốc gia ven biển, thì các quốc gia này có quyền xây dựng các đảo nhân tạo hay các công trình nhân tạo phục vụ cho công việc thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam và quyền tài phán của quốc gia đó, và chỉ được phép có một vùng an toàn xung quanh, chúng có chiều rộng 500 mét. Thứ ba, từ những phân tích nói trên, chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc có thể được các bên liên quan tôn trọng, chỉ làm ở vùng biển có chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ hệ thống đường cơ sở ven bờ đảo Hải Nam và bờ lục địa phía đông nam mà Trung Quốc đã công bố, và tất nhiên là ranh giới vùng biển ở phía ngoài cửa Bắc, vịnh Bắc Bộ, còn phải được hoạch định do có vùng trồng lấn mà hai bên Việt Nam và Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán. Vì vậy, chúng tôi xin khẳng định rằng Trung Quốc không có chủ quyền và quyền tài phán đối với hầu hết Biển Đông. Theo như yêu sách đường lưỡi bò chiếm đến hơn 90% diện tích Biển Đông, thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc bất ngờ cho quân đánh lớn các đơn vị đóng quân ở Việt Nam ở tại Trường Sa nhưng không thành công. Theo một nguồn tin cho chúng tôi biết, thì khi Trung Quốc mở một cuộc tấn công lớn vào hải cảnh toàn dân, chúng đang định phá tan hoàng cái công sở sản xuất vũ khí của Mỹ và Việt Nam ở hải cảng Cam Ranh. Thế nhưng Trung Quốc đã bị Mỹ và Việt Nam giáng cho những đòn thua đau đớn. Thế là ông Tập Cận Bình lên chỉ đạo cho cấp dưới bất thình lình lại quay sang đánh lớn ở Trường Sa ngày hôm qua. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Trung Quốc đã điều động 4 chiếc tàu quân sự để cho phía Việt Nam khó phát hiện được ra. Thì Trung Quốc giả danh thành tàu của Việt Nam mang số hiệu như sau: GX108, GB5400, GC603, GD872, và trên mỗi chiếc tàu đó đều có cắm cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đàng hoàng. Mỗi một chiếc tàu quân sự này đều có 300 tên lính hải quân của Trung Quốc được huấn luyện rất chi là công phu và bài bản. Và trên mỗi con tàu này đều có đầy đủ các loại vũ khí và súng đạn rất chi là tối tân và hiện đại. Đúng 12 giờ trưa ngày hôm qua, thì 4 chiếc tàu chiến của Trung Quốc này đã đi tới một hòn đảo nhỏ giữa Trường Sa, nơi có một trung đoàn lính hải quân của Việt Nam đang đóng quân ở đây. Khi 4 chiếc tàu Trung Quốc này đã vào sát được rìa bờ rồi, thì chúng bắt đầu cho hơn 1.000 quân lính
Bước chân hàng quân đi xuống. Dạo xong rồi, chúng dàn trận ra bao vây kín mít xung quanh hòn đảo nhỏ này. Để mở đầu cho cuộc tấn công, chúng bất thình lình cho bắn những loạt đại pháo cao xạ vào giữa những doanh trại lính hải quân quân đội Việt Nam. Những loạt pháo bắn kêu ầm ầm làm tan hoang hết sạch những nhà cửa và những doanh trại lính hải quân Việt Nam. Thế nhưng chúng không ngờ được rằng tất cả các doanh trại bộ đội Việt Nam tuy đã bị tan hoang hết, thế nhưng không có một chiến sĩ nào của Việt Nam bị thiệt mạng. Bởi vì khi nghe tin báo cáo của các chiến sĩ tình báo Việt Nam đang hoạt động ở bên Trung Quốc bảo vệ, thì cấp trên đã ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ hải quân Việt Nam phải kịp thời xuống hết dưới hầm trú ẩn, an toàn, ngay lập tức hết cả rồi. Và khi những loạt đạn pháo kích của Trung Quốc vừa chấm dứt, xong thì bất ngờ, một loạt những chiếc máy bay ném bom tàng hình không người lái của Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ đã bắt đầu oanh tạc cả trên bầu trời. Một loạt những trái bom hạng nặng đã bất ngờ thả xuống và rơi chúng vào giữa cái vòng vây lính chiến của Trung Quốc đang bao vây xung quanh hòn đảo và đã làm cho quân lính Trung Quốc chết la liệt, chỉ còn một số ít được sống sót mà thôi. Số lính sống sót thì chúng đã hết hồn hết vía nằm bẹp hết cả xuống và chui rúc hết vào các bụi cây ở ngay cạnh đó, và những loạt bom khác lại dội liên tiếp và rơi chúng vào một chiếc tàu chở quân lính của Trung Quốc đang đổ rìa bờ của hòn đảo kia và đã làm cho 4 chiếc tàu này bị nổ tung tan tành. Khi 4 chiếc tàu chiến của Trung Quốc đã bị nổ tung rồi và đại đa số binh lính của Trung Quốc đã bị giết chết gần sạch rồi, thì lúc này theo mệnh lệnh của cấp trên hạ lệnh cho tất cả các chiến sĩ hải quân Việt Nam nhanh chóng chui lên từ những hầm ngầm trú ẩn an toàn ở bên dưới lòng đất. Họ xung phong đánh xuống thì lúc này quân lính Trung Quốc đã bị bom đánh chết gần hết sạch rồi, theo ước tính còn khoảng 200 tên lính nữa mà thôi. 1.200 tên mà bây giờ chúng chỉ còn có 200 tên nữa thôi, cho nên những tên lính sống sót này chúng vô cùng sợ hãi. Tái xanh hết cả mặt mũi bởi vì chúng nhìn thấy 4 chiếc tàu quân sự của chúng đã bị cháy hết sạch cả rồi, cho nên bây giờ chúng không thể nào chạy ra những chiếc tàu đó được nữa. Đã thế chúng lại còn nhìn thấy quân ta đông như kiến cọ đang hổ xung phong đánh xuống. Thế là chúng bất lực và tất cả bọn chúng đều giơ hai tay lên trời và xin đầu hàng. Thế là bộ đội hải quân Việt Nam xuống đến nơi, chỉ việc bắt giơ hai tay lên bỏ súng xuống, xong rồi gom hết bọn chúng, đưa vào một khu vực và nhốt hết sạch lại. Bọn chúng làm tù binh để chờ đợi ngày cấp trên xử lý sau trận thua đau đớn này của ông Tập Cận Bình. Liệu ông đã chịu hay chưa? Hay là ông lại tiếp tục tìm những kế sách mới để phá hoại Việt Nam? Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, liên quan đến chiến dịch móng vuốt đại bàng của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quốc phòng nhằm đột kích tấn công vào các căn cứ quân sự của Trung Quốc và lực lượng nhà nước Hơ Mông để ngăn chặn âm mưu tạo ra các siêu chiến binh biến đổi gen, cũng như việc hình thành nên sức mạnh và sự bền bỉ của các binh sĩ bằng các loại thuốc kích thích nhằm để xâm nhập chống phá gây bạo loạn, lật đổ tại Việt Nam. Thưa quý vị, hai quả ngư lôi nổ tung tàu ngầm T-395 Philippines khi Hải quân Việt Nam đang bắn phá Hải quân Trung Quốc. Hai tàu ngầm thuộc hạm đội tàu ngầm Việt Nam có số hiệu HQ-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng gần đây tham gia một cuộc tập kích chiến thuật ở Biển Đông. Theo nguồn tin riêng được cung cấp cho chúng tôi, ngày hôm nay hai tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng, hai tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng động cơ diesel điện đã đánh dấu một trận sống còn với hạm đội tàu của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Trường Sa ở đảo Đá Ba Đầu, trong đó tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng đồng loạt bắn 12 quả ngư lôi, trong đó 9 quả nã trúng vào thân của 3 chiếc tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc. Những quả ngư lôi này đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng trong 3 chiến hạm của Hải quân Trung Quốc, cụ thể là một chiến khu trục hạm 9055 mang số hiệu 101, chiếc thứ hai là 052D mang số hiệu 177 và chiếc thứ ba là tàu khu trục 502D mang số hiệu 174. Hai tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc bị đánh chìm chỉ vòn vẹn 12 phút. Máu của các thủy thủ Hải quân Trung Quốc nhuộm đỏ cả một khu vực, dầu tràn ra từ hai tàu khu trục 101 và 174 lình lãng ở bãi đá Ba Đầu. Chiếc còn lại là Thai 052D mang số hiệu 177 phải rút khỏi trận chiến để đào thoát. Nhưng thật may, chiếc khu trục hạm 177 này khi rời khỏi trận địa thì đã nã trúng ba quả ngư lôi vào thân tàu, khiến cho việc cháy nổ bên trong chiếc khu trục hạm mang số hiệu 177 này trở nên tồi tệ hơn và lan sang kho chứa tên lửa, nổ tung khiến cho chiếc khu trục hạm 177 chìm ngay sau đó, cách trận địa Đá Ba Đầu không xa lắm. Phía Hải quân Việt Nam ta vẫn quan sát được ba quả ngư lôi còn lại. Thật không may mắn, chúng phải chiếc tàu ngầm Thai
393 của Hải quân Philippines nổ tung dưới mặt biển, nổi lên một khối nước khổng lồ, xé toang mặt nước. 63 thủy thủ trên chiếc tàu ngầm Thai 393 của Hải quân Philippines đã hy sinh, sự việc không đáng có, việc ngư lôi và tên lửa không có mắt. Trong khi đó, chiếc tàu ngầm 383 của Philippines đang hoạt động tại vùng biển lãnh hải của Việt Nam mà không thông báo trước. Chiếc tàu ngầm này bí mật xâm nhập vào hải quân của ta để nắm bắt tình hình chiến sự đảo đá ba đầu. Trong khi đó, hải quân Việt Nam và Trung Quốc giao tranh rất ác liệt. 3 chiếc tàu khu trục bị hải quân Việt Nam đánh chìm, hoạt động bảo vệ 200 tàu cá vỏ sắt hoạt động tại khu vực này. Trung Quốc đã khơi mào cho cuộc xung đột nhiều tháng qua trên Biển Đông, khiến hải quân Việt Nam ta phải khai hỏa đánh chìm. Sự uy hiếp của hải quân Việt Nam uy hiếp sự an toàn của hải quân Việt Nam. Văn phòng Bộ Chỉ huy của Hạm đội Tàu ngầm Việt Nam cho biết, công đoạn khó khăn và quan trọng nhất khi cuộc tập kình chiến thuật trận địa dưới biển là bắn ngư lôi vào các mục tiêu đã được radar của tàu ngầm Việt Nam phát hiện, khiến cho 3 chiến hạm tối tân của Trung Quốc gãy đôi và đánh chìm ngay sau đó. Đồng thời, 2 chiếc tàu ngầm HV-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng đã phải làm theo mật lệnh của chỉ huy. Và quay về căn cứ an toàn trên thủy thủ đoàn, trên 2 tàu ngầm HV-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng đã thực hiện cuộc tập kích chiến thuật 3 chiến hạm tối tân này bằng cách đối đầu với hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc. Khi chúng cố tình xâm nhập vào quần đảo Trường Sa của Việt Nam, uy hiếp hải quân ta đang bảo vệ trên quần đảo này chỉ cách vỏn vẹn 20 hải lý tính từ đất liền của quần đảo Trường Sa. 2 tàu ngầm phía ta cũng được hải quân Trung Quốc tìm kiếm và truy kích gắt gao. Phía tàu ngầm của Việt Nam ta đã cố gắng đánh lừa hạm đội Nam Hải Trung Quốc bằng cách sử dụng các mục tiêu gây nhiễu sóng radar của địch. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn tin từ người phát ngôn hải quân Philippines vừa cho biết lực lượng này đang tiến hành các hoạt động kiểm tra và xác minh một trong số các tàu ngầm của họ đã không thông báo lại kết quả sau khi xâm nhập vào hải phận của Việt Nam. Theo phát ngôn viên của Hải quân Philippines nói, trên chiếc tàu ngầm đang tham gia một cuộc xâm nhập ở vùng biển phía Nam Việt Nam nhưng không hề biết kết quả cuộc xâm nhập, thu thập kết quả tình báo như mong đợi. Tàu ngầm 393 của Philippines được đóng tại Nga năm 1981, có tốc độ hành trình 21,5 hải lý trên giờ và có thể chở theo tối đa 69 thủy thủ. Người phát ngôn Hải quân Philippines và phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này hiện chưa phản hồi câu trả lời của Reuters về số lượng thủy thủ đoàn trên tàu. Theo tờ Metro của Anh, một chiến dịch tìm kiếm rầm rộ hiện đã được Hải quân Philippines tiến hành khi mất liên lạc một cách bí ẩn ở ngoài khơi đảo đá. Ban đầu, con tàu được cho là đang chở theo tổng cộng 63 thủy thủ với nhiệm vụ thu thập dữ liệu tình báo về Bộ Chỉ huy Hải quân Philippines, hiện đã đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Úc và Singapore để tìm kiếm cứu nạn, chứ không nhắc tới Việt Nam và Trung Quốc. Vào ngày hôm qua, phía tàu ngầm Kilo Việt Nam xuất ẩn xuất hiện trên Biển Đông, Hải quân BOA hoảng loạn tung toàn lực đi săn toàn bộ lực lượng tàu ngầm Việt Nam khi để mất dấu vết Hải quân Trung Quốc đang báo động chiến đấu ở mức cao nhất sau khi để mất dấu 3 tàu ngầm Kilo mang tên lửa Clip tối tân của Việt Nam trong hoạt động tại Biển Đông. Gần đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc có tên là đá chữ thập, tàu ngầm Việt Nam mất tung tích, hệ thống phát hiện của Hải quân Trung Quốc bất lực khiến Hải quân BOA hoảng loạn. Nơi sợ tấn công, chớp nhoáng phá hủy đảo nhân tạo của Trung Quốc. Sự biến mất của 3 tàu ngầm và Hải quân Trung Quốc mệnh danh là Hồ Đen sau đó được xác định có thể chính là tàu ngầm Kilo mang tên HV-182 Hà Nội và 186 Đà Nẵng. 185 Khánh Hòa của Hải quân Việt Nam dẫn tới sự hoảng loạn của các lực lượng thuộc Hải quân BOA đang chiếm đóng phi pháp ở đảo đá chữ thập này. Trong ngày hôm qua, sự kiện đặc biệt này đặc biệt đến mức trang thông tin quân sự tổng hợp Truth China Morning Post nhấn mạnh Trung Quốc hoảng loạn sau khi để mất dấu chiếc tàu ngầm Việt Nam gần đảo đá chữ thập, nơi mà Trung Quốc đang chiếm đóng, thuộc quần đảo Trường Sa. Nguồn tin riêng từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết Hải quân Trung Quốc hết sức lo ngại vì 3 chiếc tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636 có khả năng đang tiến hành các nhiệm vụ trinh sát ở các căn cứ quân sự của Trung Quốc. Trên Biển Đông, Hải quân Trung Quốc BOA lập tức báo động chiến đấu và tiến hành chiến dịch tìm kiếm cực kỳ quy mô nhằm định vị lại chiếc tàu ngầm Việt Nam vừa mất tích trên Biển Đông. Những máy bay tuần thám săn ngầm do thám Y-8 của Hải quân Trung Quốc được lệnh xuất kích ngay lập tức, quân thạo từng cm trên biển tại khu vực đá chữ thập để tìm kiếm chiếc tàu ngầm mà theo thông tin tình báo là đang mang tên lửa hành trình đột ngột biến mất ở đảo đá chữ thập, khu căn cứ nội Trung Quốc thuộc quần đảo Trường Sa. Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn của Hải quân Trung Quốc đưa các nhà quan sát hàng không ghi nhận với mật độ máy bay tuần thám săn ngầm
đang hoạt động rầm rộ thông qua thì nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam xác nhận với chúng tôi rằng ba chiếc tàu ngầm Kilo mang số hiệu HQ182 Hà Nội, 186 Đà Nẵng, 185 Khánh Hòa của Hải quân Việt Nam vẫn đang liên lạc với sở chỉ huy và liên lạc truyền thông. Tin tình báo cập nhật mới nhất nguồn tin cho biết các lực lượng săn ngầm của Trung Quốc đã mất cả tuần trời để tìm kiếm ba chiếc tàu ngầm HQ182 Hà Nội, 186 Đà Nẵng, 185 Khánh Hòa trên khu vực biển Trường Sa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Hải quân Trung Quốc là vô vọng. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Hải quân Việt Nam không hề mất liên lạc với ba chiếc tàu ngầm này. Nguồn tin đã nhận rằng các lực lượng Hải quân Trung Quốc đã huy động lực lượng mạnh sẵn sàng trên Biển Đông để tìm kiếm, nhưng chiếc tàu ngầm Việt Nam đã sở hữu, chỉ tính năng vượt trội, vẫn che giấu tốt, chơi trò trốn tìm ngoạn mục với lực lượng đối thủ là Trung Quốc.